Hello, chào các bạn nha. Chào mừng các bạn đã quay lại kênh của tôi. Thì bây giờ ngày hôm nay là tôi định làm một cái loại pháo mà hồi bé xíu tôi các bạn đã từng làm chơi. Đó là cái loại pháo làm bằng cái căm xe các bạn, căm xe đạp, căm xe Honda này kia rồi đó. Đó. Thì ngày xưa cũng hay hay chơi cái loại đó và cái âm thanh nó nổ cũng cực lớn các bạn. Và cũng khá là dễ làm. Nên hôm nay tôi quyết định là làm lại một cây chơi thử xem như thế nào. Và cũng có bạn yêu cầu làm là pháo cây cam xe đạp, thì hôm nay tôi làm pháo cây xe cam xe đạp luôn. Nếu mà làm được cam xe Honda thì nó sẽ lớn hơn, còn cam xe đạp thì nó sẽ nổ nhỏ hơn. Thì hôm nay tôi định làm thử một cây cam xe đạp xem như thế nào ha. Và nếu lớn á, nếu là ok làm lại được như ngày xưa thì có thể trong những clip sau thì tôi sẽ làm thử một cây cam xe Honda, chúng ta sẽ so sánh được cái độ âm thanh nó như thế nào ha. Còn hôm nay tôi làm thử một cây xe đạp chơi thử lại xem như thế nào thôi. Rồi bây giờ chúng ta sẽ bắt tay vào làm, và trong quá trình làm thì tôi cũng sẽ hướng dẫn các bạn làm luôn. Nó cực kỳ đơn giản thôi, và chúng ta sẽ test xem cái độ nổ của nó là như thế nào, âm thanh nó lớn hay nhỏ là như thế nào ha. Rồi ok, bây giờ chúng ta sẽ bắt tay vào làm nha. Let's go. Đây nè các bạn, đây là cam xe đạp nè. Nếu mà các bạn có thì sử dụng, không có ra tiệm mà sửa xe đạp các bạn. Các bạn nói người ta bán một cây cam xe đạp khoảng 2.000 thôi. Tại ngày hôm nay tôi chỉ có một cây cam xe đạp thôi nên tôi làm chỉ một cái đầu này thôi các bạn. Đây nè, có thể dẫn tới dẫn lui ha. Nếu mà các bạn làm cho nó ok thì sử dụng hai cái con ốc này, thì các bạn phải mua hai cây cam xe đạp. Để các bạn bỏ ra một cây để lấy cái đầu ốc dẫn này. Và nếu các bạn chỉ có một cây thôi thì làm vẫn được, nhưng mà nó không có đẹp bằng làm bằng hai cây. Hai cây thì các bạn nó sẽ dặn như thế này đúng không, dặn cho rút vô tuốt trong đây luôn. Rồi xong các bạn sử dụng cái con ốc còn lại á, các bạn nhận ngược vô như thế này nè, đó là được rồi đó. Thấy không, chúng ta sẽ chừa một cái khoảng cách để mà chúng ta để cái đinh vô đây nè các bạn. Rồi, còn cây cam này chúng ta chỉ cần bẻ thôi các bạn. Bẻ cho nó cong. Cái đoạn này lên khoảng 5 cm thôi là được. Các bạn mới lấy kìm, bẻ lên 90 độ, góc 90. Đó, còn cái đầu đằng này nè, các bạn bẻ lên bẻ xuống gì cũng được, tóm lại là các bạn cầm cho nó dễ cầm mà được. Đó, thì tôi sẽ bẻ luôn lên khoảng 2 cm gì đó các bạn. Chúng ta sẽ bẻ đó, chúng ta cầm như thế này nè. Còn cái ốc này chúng ta chỉ cần dặn như thế này là được các bạn. Tóm lại là chỉ chừa cái lỗ ở chỗ này nè, để chúng ta sẽ gạt cái đinh vô. Ở đây chúng ta sẽ sử dụng cái đinh 3 phân đi. Đinh này nè các bạn, đinh 3. À, tiệm nói người ta nói cái đinh 3 các bạn. Đinh 3 phân xin một cây. Chắc người ta cho mà, khỏi cần phải mua. Cần một cây là được rồi. Đó, như này ha. Còn chuẩn bị vài cọng dây thun nữa, nối hai cọng lại, hai cọng là vừa các bạn, buộc vô một cái đầu cái đinh này. Làm này cực kỳ đơn giản thôi, không có gì khó hết, chỉ cần có cái căm xe là các bạn là xài được rồi. Có căm xe là được, căm xe Honda cũng làm giống tương tự như luôn các bạn. Rồi chúng ta sẽ buộc trên đây nha. Tóm lại là buộc cho nó căng căng chút xíu như thế này nè. Đó, vậy đó. Rồi, hoàn thành xong rồi các bạn. Đơn giản vậy thôi. Đây, xong rồi các bạn. Nó là như thế này nè. Cái đinh này thì để gài ngay cái đầu này thôi.
Còn chỗ này để chúng ta để que diêm vô. Đó. Để vô một que diêm thôi, mỗi lần chơi chỉ tốn một que diêm thôi các bạn. Thì chúng ta sử dụng cái đinh này để mà gà vô cái đầu lại. Đó. Rồi kiếm một cái chỗ nào đó cứng cứng các bạn, như là gạch đá hoặc là khúc cây gì đó, hay là cứng phải không? Chúng ta gõ nó vô thì nó sẽ phát nổ. Đó, tạo ra một âm thanh cũng khá là lớn. Đó, và có khói lên. Rồi bây giờ chúng ta sẽ ra ngoài test thử cho các bạn xem nó như thế nào nha. Đây nè, trước khi sử dụng thì chúng ta sẽ lấy một cái que diêm. Chúng ta sẽ cạo hết cái phần màu đỏ vô. Rồi chúng ta sẽ sử dụng cái đinh như thế này các bạn, gài trên đầu lại nó như thế này nè. Rồi chúng ta sẽ kiếm một cái chỗ nào đó để chúng ta đập nó ha, đập vô cái đầu này nè các bạn, gõ như thế này nè thì nó sẽ phát, nó sẽ nổ. Đấy các bạn, cây pháo chúng ta cực kỳ đơn giản luôn, chơi cũng khá là dễ, chỉ cần để que diêm vô thôi có thể là chơi được rồi. Và mỗi lần chỉ tốn có một cái que diêm thôi các bạn. Cái cây căm xe này ra ngoài tiệm sửa xe mua là 2k một cây, cây đinh này thì lại tiệm bán đinh xin một cây là được, người ta sẽ cho thôi các bạn. Cây đinh ba nha, cây đinh ba phân chứ không phải cái đinh ba tấc nha các bạn. Ba tấc là 30 cm là không có rồi, ba phân. Một cái cam xe chơi cũng khá là ok, âm thanh cũng khá ổn, không được gọi là to lắm các bạn, nhưng mà chơi ở, ngồi ở gần thì sẽ bị chát chát lỗ tai chút xíu thôi. Cây này sao so bằng những cái quả mà hổng gài mà chúng ta chơi được phải không, dễ gì bạn. Nhưng mà chơi cái này an toàn tuyệt đối, tóm lại là cái an toàn, lâu lâu làm lại chơi đó các bạn. Nhưng mà cái cây này mà so với cái viên mà pháo tròn của tôi á thì nó lại thua xa. Pháo tròn của tôi chỉ cần các bạn mua cái cụ băng keo đen 2000 và cái một hộp que diêm, mỗi mỗi cái viên tròn các bạn làm khoảng 5 que diêm là nổ lớn hơn cái này gấp mấy chục lần. Nó cực kỳ dễ chơi, chỉ cần đập một phát thôi, nó cũng không có gây sát thương gì đúng không. Nó tóm lại là cũng không cần lửa, chỉ cần một cái cây búa và một cái chỗ như gốc cây, khúc cây tôi hay đập với các bạn, nó là chơi được rồi. Cực kỳ lớn và cực kỳ an toàn đó. Tại vì hôm nay tôi làm lại cái cây này chơi thôi, với lại có bạn cấm anh vô là yêu cầu làm thì tôi sẵn làm, tôi làm luôn các bạn đó. Thì để trong video sau đi thì tôi có thể làm cái cây bằng cái cây căm xe Honda các bạn. Cây đó tôi là nghĩ làm mà lớn hơn, lớn hơn rất là nhiều luôn. Tại vì cái con ốc ở đây rất là to các bạn, và chúng ta làm bằng cái cây Honda là phải gắn vô một cái cây nữa, khúc gỗ các bạn, đập cho nó mạnh á, lúc đó nổ mới ghê. Còn cái này yếu xịu, đập nghe tiếng hơi hơi thôi cũng không được đã lắm. Với lại chơi những cái loại pháo như là cái pháo viên viên tròn của tôi nè, rồi cây này hoặc là cây Honda này kia, rồi công an cũng tóm lại là người ta không có chú ý nhiều các bạn. Còn các bạn chơi mà pháo mà đốt đốt ngòi này kia rồi ha, pháo đó là tóm lại người ta sẽ chú ý nhiều hơn, tại vì nó gây sát thương lớn các bạn. Các bạn mà làm cho những đứa con nít chơi á, nó không biết các bạn, mà nó cầm cầm nó đốt á, thì nó tóm lại là sẽ bị thương này kia rồi. Mấy cái pháo nó dễ bị thương lắm. Còn những cái pháo này hoặc là pháo viên của tôi á thì sẽ không bị thương thì thôi nên người ta cũng không có chú ý nhiều. Còn những cái pháo kia thì tóm lại là các bạn làm nhiều quá thì công an người ta cũng tóm lại là không thích các bạn, mà người ta cũng mê các bạn, gọi các bạn uống trà này kia là mạnh lắm đó. Rồi video ngày hôm nay tôi chỉ làm cây này chơi thôi, nãy giờ tâm sự các bạn hơi nhiều rồi. Rồi trong những video sau đi thì tôi có thể làm một cái cây to hơn
bằng cái căm xe Honda, chạy thử xem như thế nào nha. Rồi video này tôi xin kết thúc đây nha các bạn, cảm ơn tất cả các bạn đã xem video luôn, và bạn nào thấy hay nhớ like, chia sẻ video với mọi người, và bạn nào chưa đăng ký kênh thì hãy nhấn đăng ký kênh để ủng hộ giúp tôi nha, để tôi có thể làm nhiều video hơn nữa để mà chia sẻ với các bạn. Rồi bye bye, hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo của tôi.